Đầu tư vào thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam ngày càng tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và thiết bị gia dụng. Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp tổng thể cho nhà ở, ngoài các sản phẩm gạch ốp lát, vật liệu xây dựng và thiết bị phòng tắm, công ty Lisin Inax Việt Nam chính thức giới thiệu dòng sản phẩm tủ bếp Jami, thoải mái, tiện nghi dành cho người nội trợ. Hướng tới mô hình tủ bếp tiện nghi, tiết kiệm diện tích, tủ bếp Jami thể hiện nhiều công dụng vượt trội chỉ trong một diện tích nhỏ với giá thành hợp lý cho các gia đình có thu nhập trung bình. Được nghiên cứu phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam, sản phẩm sử dụng công nghệ dán không có đường cắt cạnh, đem lại khả năng chống thấm nước cao. Bề mặt cửa cũng được xử lý lớp chống xước, cứng chắc và khó bám bẩn, dễ lau chùi. Đây là lựa chọn hợp lý, góp phần đáp ứng nhu cầu về không gian bếp của những căn hộ chung cư hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các bà nội trợ. Tin thế giới, hôm nay Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chủ trì